hình ảnh một bé gái tầm 4-5 tuổi vô tư đi lại trong siêu thị với bộ dạng không mặc quần áo khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên bé gái đó không đi một mình, đi cùng với bé là mẹ và điều này lại khiến mọi người chứng kiến càng khó hiểu hơn. Chắc chắn khi ai có mặt trong siêu thị lúc đó hoặc xem những bức ảnh chụp sau này đều thắc mắc và sốc khi thấy người mẹ không hề tỏ ra ngượng nghịu hay thấy bất tiện gì khi con gái mình trong trạng thái không quần áo chốn công cộng. Người mẹ dắt con khắp chốn trong siêu thị và không hề có ý định tìm mua một bộ quần áo để mặc cho con. Mẹ thì mặc giấy vàng, nhưng lại cho con gái trần truồng đi siêu thị. Chưa rõ lý do gì tại sao người mẹ lại để con gái không mặc quần áo đi ra nơi công cộng như vậy, nhưng hành động của cô đã bị cộng đồng mạng phê phán kịch liệt. Chắc chắn ở lứa tuổi của bé gái này, trẻ con đã biết thế nào là xấu hổ, thậm chí có bé còn phải chọn đúng trang phục chúng muốn mới mặc. Nếu người mẹ làm vậy để phạt con gái, thì lại càng đáng trách hơn bởi cách làm của cô là phản giáo dục bởi sỉ nhục người khác không phải là cách để dạy con. Đe dọa tới an toàn của con, nhất là khi nạn ấn dâm đang hoành hành. Việc bà mẹ để con gái khỏa thân ra chốn công cộng như vậy là vi phạm quyền riêng tư của con. Quan trọng hơn là cô đã biến con mình thành tâm điểm chú ý của mọi người và có tác động tiêu cực đến sự an toàn của trẻ. Bé gái vô tư và bà mẹ cũng thản nhiên với tình trạng con không quần áo. Hành động vô ý thức của mẹ đã biến bé gái vô tình trở thành con mồi của rất nhiều những phần tử xấu nếu chúng nhìn thấy, ví như những kẻ ấn dâm. Bảo vệ riêng tư của con trẻ là trách nhiệm của cha mẹ. Khi trẻ còn nhỏ chúng chưa nhận thức được thế nào là sự riêng tư nhưng sẽ biết xấu hổ khi không mặc quần áo mà đi ra ngoài đường. Có những bậc cha mẹ xuồng xòa trong suy nghĩ rằng trẻ con vẫn còn nhỏ, biết gì là riêng tư và thế là họ vô tư cho con trần truồng ra phố như bé gái nói trên. Các bậc cha mẹ nên nhớ, trách nhiệm của mình chính là bảo vệ riêng tư cho con vì đó chính là bảo đảm sự an toàn cho con. Cha mẹ nên dạy trẻ nhận thức riêng tư từ lúc nhỏ. Ngoài việc bảo vệ, cha mẹ nên giúp trẻ nhận thức về quyền riêng tư để biết hành động nào nên và không nên nơi công cộng, biết xấu hổ với những hành động, trang phục, cư xử chưa đúng. Nếu ngay từ khi còn nhỏ trẻ đã được cha mẹ chỉ bảo cặn kẽ về quyền riêng tư thì khi lớn lên chúng sẽ đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Giáo dục con về riêng tư cũng được coi là bước đầu trong giáo dục giới tính với các con. Theo số 1.